Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình đến với các bạn một video về vấn đề giá cả ha. Tại vì vừa rồi có một bạn comment cho mình và nhờ mình tư vấn giùm, giải đáp giùm thắc mắc là tại sao mà những dòng xe nhập cũng đều là nhập từ Đông Nam Á thôi, nhưng tại sao thì nhập từ Thái Lan giá nó lại cao hơn là nhập từ Ấn Độ. Thì hôm nay mình sẽ giải đáp cho các bạn một cái thắc mắc này bằng cái sự hiểu biết của mình. Hiểu biết tới đâu thì mình sẽ nói đến đó, mình không có phán bừa ha. Thì có gì mà không đúng á, các bạn nhắc nhở giúp mình cũng như là góp ý cho mình thêm về những cái gì mà các bạn biết được mà mình không biết. Thì mình nói rộng ra một chút xíu nữa, đừng nói là từ Đông Nam Á ha. Mình ví dụ như một cái công ty hải sản là một cái mặt hàng tôm mà muốn xuất khẩu qua châu Á ha, như thị trường như là Trung Quốc, Ấn Độ thì nó dễ, còn xuất qua Nhật Bản là khó đó ha. Rồi xuất qua Mỹ hay là châu Âu còn khó hơn nữa. Khó ở đây á là cái chất lượng sản phẩm. Sản phẩm làm ra nó đòi hỏi phải có kiểm kiểm dịch, kiểm nói chung là rất là nhiều yếu tố. Sạch không vẫn chưa đủ nha, còn phải đẹp nè, chất lượng nè, và phải đều đều nhau nữa, không được khi này khi kia. Tại sao lại như vậy? Tại sao là nhập qua bên xuất đi Trung Quốc nó lại dễ hơn là xuất đi châu Âu? Tại vì cái đòi hỏi của người dân á, cái mức sống của người dân á, cái mức sống của người dân ở châu Âu hay là ở Mỹ á, nó cao hơn mình và người ta đòi hỏi nhiều hơn mình, cho nên là khi xuất qua thị trường đó rất là khó. Đó, có nên là rất khó luôn á, không phải công ty nào cũng có thể là xuất được đi qua châu Âu đó các bạn, rất là khó ha. Quay lại vấn đề Đông Nam Á thì có rất nhiều bạn nói thế này, cũng là Honda thôi, Honda Việt Nam, Honda Thái Lan hay là Honda Indo đều là Honda Nhật Bản thì chất lượng nó sẽ như nhau. Thì đây là một cái nhận định sai lầm. Nếu mà theo như mình á thì chất lượng nó sẽ khác nhau tùy vào thị trường. Honda Việt Nam chất lượng không thể nào bằng được với bên Thái Lan cũng như là Indo luôn. Thì cái chất lượng mà Honda đến từ Indo và Việt Nam á, thì mình thấy nó ngang nhau. Còn nếu mà qua Thái Lan thì nó mới có sự khác biệt. À, tại vì sao? Tại vì cái sự đòi hỏi của người ta nó cao hơn. Ngay cả chiếc phu chờ nè. Tại sao phu chờ Việt Nam vẫn là khí thải Euro 3, tức là cái khí thải khi ra môi trường á, đạt tiêu chuẩn Euro 3, trong khi ở Thái Lan á, là Euro 4. Tại vì á, cái nhà nước của nước bạn á, người ta khó hơn, người ta gắt gao hơn. Thậm chí là cái tiêu chuẩn mà để nhập những cái nguyên vật liệu để làm nên chiếc xe đó, nó cũng tiêu chuẩn nó cao hơn là ở Việt Nam mình. Mình ví dụ như là một cái 1 tấn thép chẳng hạn, mình ví dụ nha, nhập về thì với Việt Nam mình á, thì cái tấn thép đó chỉ cần đặt chất lượng khoảng chừng 5 thôi là mình cho nhập, trong khi ở Thái Lan nó đòi hỏi lên tới 7, chất lượng lên tới 7 trong thang 10 ví dụ như nha mới cho nhập. Thì đương nhiên khi mà chiếc xe làm ra từ những cái nguyên vật liệu nó cao hơn thì tất nhiên là chất lượng nó phải cao hơn một chút, và đòi hỏi của người dân nữa. Ví dụ như mà anh làm ra một sản phẩm mà người ta không chịu là ta tẩy chay liền, ví dụ vậy, người ta khó tính hơn. Thì đương nhiên là chiếc xe và hãng Honda đó, Nhật Bản, người ta biết thị trường đó nó đòi hỏi cao hơn, cho nên người ta sẽ phải làm một cái gì đó nó khác biệt đó, nó cao một chút. Và xe cũng là Honda nhưng mà sản xuất tại nội địa của Nhật thì lại còn chất lượng hơn nữa đó. Các bạn thấy không, cũng là Honda thôi, những chiếc xe mà nhập từ Nhật về nội địa đó cực kỳ chất lượng và bền đó. Và ngoài chất lượng ra rồi, về giá cả, tại sao nhập từ Indo lại rẻ hơn Thái Lan? Thì là do cái người tiêu dùng mình chuộng đồ Thái Lan. Như mình nói lúc nãy, đâu phải tự nhiên mình chuộng đồ Thái Lan đâu, rõ ràng là Honda Thái Lan nó tốt hơn cho nên mình chuộng hơn. Mà một khi người dân mình chuộng hơn thì cái giá tự động đẩy lên. Bây giờ mình nói ví dụ nha, cũng là nhập từ Thái Lan và nhập từ Indo thì cái giá nhập khẩu á, mình cho nó là bằng nhau đi, nhưng vì xe Thái Lan chất lượng hơn, cái giá mà đề xuất á, bản thân giá đề xuất có thể là nó ngang bằng với xe Indo, nhưng mà khi nhập về Việt Nam mình á, đại lý sẽ tự động đẩy giá lên, tại vì người Việt Nam mình nó chuộng chuộng hàng nhập mà nhập từ Thái, đúng không? Mình lấy ví dụ nha, chiếc quay Thái nếu về mà nó bán khoảng chừng 50 triệu thôi, đó là không đủ bán đó các bạn, mình dám chắc vậy luôn đó.
khu chợ Việt Nam mình là ba mấy, mà nếu mà chiếc quay Thái về mà khoảng chừng 50 triệu là không đủ bán, mình dám chắc vậy luôn á. Cho nên là đại lý sẽ cân nhắc đẩy cái giá lên. Còn các bạn muốn biết mà cái phí nhập về á, cái xe gốc của nó là giá bao nhiêu á, rất là dễ. Các bạn nhìn vào cái phí biển số. Tại vì phí biển số á, thì ở Việt Nam mình nó chia làm mấy mốc. Dưới 15 triệu nè là cái mốc khác, rồi từ 15 triệu cho đến 40 triệu là một cái mốc khác. Đây, mình cầm cái bảng này ra cho các bạn xem. Mình đã có làm những video về vấn đề mà phí biển số cũng như là cách tính phí biển số cho từng khu vực. Nhưng mà chắc có lẽ là các bạn không nhìn thấy video đó. Cho nên vẫn rất nhiều bạn hỏi mình vấn đề phí biển số. Thì các bạn chỉ cần nhìn vào cái giá ra biển số của chiếc quay Thái thôi, thì các bạn sẽ đoán được là cái giá gốc của xe khi nhập về là bao nhiêu. Tại vì ở tại giao thông ha, hay là cái chỗ mà mình đóng phí trước bạ đó, thì người ta sẽ căn cứ vào cái giá gốc của xe khi mà xuất hóa đơn á. Đó, cửa hàng bán cho bạn cái giá bao nhiêu không cần biết, 70, 80, 90 hay 100 triệu không biết, người ta nhìn vô cái giá đó, cái giá mà gốc của xe để mà tính phí biển số. Cho nên là nó có nhiều mốc. Dưới 15 triệu nó khác. Từ 15 triệu cho đến 40 triệu trở lại nó khác, mà từ 40 triệu trở lên là phí biển số nó khác. Phí biển số nè, rồi phí dịch vụ đăng ký nè, nó khác nhau. Đó. Cho nên cần nhìn vô là các bạn biết được là cái giá gốc bao nhiêu rồi ha, mình không cần phải nói vấn đề này tại vì nó hơi nhạy cảm đó. Còn mình nói ví dụ như chiếc Honda Vario và chiếc Honda AB của Việt Nam mình, các bạn thấy là thời gian qua mình có làm những video nói vấn đề mà giữa AB và chiếc Honda Vario á, thì nên chọn xe nào. À, mình đã không đắn đo, mình chọn chiếc AB không phải vì nó chất lượng hơn, nhưng mà nó mang đến những cái lợi ích khác. Mà thực sự nếu mà so giá ra, các bạn thấy chiếc Honda Vario khi nhập về Việt Nam mình cái giá chỉ ngang bằng chiếc AB thôi, thì các bạn đã hình dung được là chiếc Honda Vario ở tại Indo cái mức giá nó như thế nào. Tức là cái tầm của nó sẽ thấp hơn là chiếc AB ở Việt Nam mình. Thậm chí là cái tầm đó nó chỉ ngang ngửa với chiếc Vision của mình đây thôi. Và khi nhập về thêm cái thuế nữa thì nó ra bằng với giá AB. Đó, giá thì bằng AB, thực tế là chất lượng xe không thể nào bằng. Và mình đã thấy rất nhiều, thậm chí chính đại lý, nhân viên đại lý bán cũng nói luôn là Vario chất lượng không thể nào bằng được chiếc AB qua sử dụng. Rất nhiều người sử dụng chiếc Honda Vario là đã than phiền chất lượng không bằng động cơ, từ phần động cơ ha cho đến phần cụm đồng hồ rất là nhiều. Nó chỉ được một cái duy nhất là nó mẫu mã đẹp hơn, bắt mắt hơn, thể thao hơn, và chạy dường như là nó cho cái cảm giác bốc hơn, tức là người ta làm cho nó ở nước ga đầu nó nhạy hơn cho nên nó bốc hơn, thì người dùng mình thích. Và chính vì lẽ đó cho nên là Vario nó mới bán được. Và một cái điều nữa là cái vấn đề lên xuống xe đó, Honda Vario thì cái phần để chân của người phía trước á thì nó nằm ở dưới, cho nên là ví dụ như các bạn nữ đi mà có bạn váy hay là bạn đầm á, muốn đi qua muốn bước chân lên á, thì rất là dễ phải không, còn AB thì nó hơi khó đó. Thì các bạn thấy một chuyện nhỏ thôi. Còn về chất lượng á, Honda Vario tại sao mà nhiều người thích, tại vì người Việt Nam mình thêm một cái nữa là xính ngoại, tức là những cái gì mà nhập từ nước ngoài về là thích thôi, không cần biết chất lượng như thế nào. À, cứ mang tiếng Nhật là ok. Là vậy đó. Còn về mình ví dụ quay lại chiếc quay Thái đi. Thì có nhiều bạn nói là giá quay Thái nó cao gấp đôi chiếc Future. Thực sự thì cái chất lượng Honda Thái Lan nó hơn Việt Nam mình đó. Mình không biết là nó hơn bao nhiêu nha, nhưng mà chắc chắn là chất lượng nó phải hơn Việt Nam mình. Qua vài thập kỷ mình đã chứng minh và người dùng đã chứng minh rất rõ ràng là xe từ nhập từ Thái nó bền hơn là Honda từ Việt Nam. Đó là sự thật. Các bạn phải công nhận chuyện này. À, đừng có mà thấy giá cao quá rồi lại vào nói là quay Thái nó thế này thế nọ. Thực sự là nó cao hơn. Còn về vấn đề tại sao giá cao thì các bạn đã biết rồi. Do người Việt Nam mình chuộng Honda tính từ Thái Lan, cho nên là đại lý phải đẩy giá cao, giá lên cao thôi. Mà các bạn biết không phải là riêng gì xe máy mà những dòng khác cũng vậy nữa. Người dân Việt Nam mình lúc nào cũng xài những món đồ phải có nói là giá trên trời, giá rất là cao. Trước đây cũng khá lâu rồi, mình có đọc một bài báo nói vấn đề mà sữa cho bé, sữa các bạn tại Việt Nam mình đó, rất là cao. Sữa cho em bé đó cũng vậy, rất là cao. À, còn về vừa rồi mình có một cái video so sánh chiếc Future và chiếc quay Thái, à chiếc quay Thái, à đúng là quay Thái đó các bạn. Thì có một bạn comment nói thế này: từng cái chi tiết ở trong động cơ
cái độ mà nó hoàn thiện, cái độ mà chính xác ở trong động cơ á, nó quyết định cho cái động cơ nó có bền hay không. Đúng, bạn nói rất đúng luôn. Thì cái này thì những người mà có đam mê về xe cộ thì chắc chắn là sẽ biết cái vấn đề đó rồi. Tại vì các bạn biết không, cái động cơ thì nó rất là nhiều chi tiết mà nó đòi hỏi sự chính xác rất là cao. Đó, chính vì á, người Nhật người ta có một cái độ chính xác rất là cao cho nên nó mới bền. Cũng là một khối động cơ đó mà xuất xứ từ Trung Quốc thì nó rất là mau hư, nhưng mà xuất xứ từ Nhật lại rất là bền. Không phải vì cái vật liệu không đó các bạn, mà nó còn liên quan đến vấn đề mà chính xác trong từng chi tiết. Càng chính xác thì nó càng bền. À, nói như vậy ha. Và cái sự đòi hỏi của cái nhà nước, ví dụ như là ở Thái Lan thì người ta đòi hỏi cao hơn, cái người dân người ta đòi hỏi cao hơn, thì tất nhiên là cái xe sản xuất ra nó phải cao hơn một chút xíu. Cũng giống như Honda mà từ nhập từ Ý rồi. Các bạn nhớ chiếc SH không? SH Ý mà bây giờ giá rất là cao đó. Nhập từ Ý về đó, giá rất là cao. Tại vì cái mác nhập từ châu Âu mà. Đương nhiên nó phải bền. Và người ta, người dùng mình quan niệm như thế. Không biết là có bao nhiêu người được sử dụng chiếc SH Ý rồi, nhưng mà chỉ nghe truyền tai nhau là SH Ý là phải bền hơn, chất lượng hơn. Mà thực sự chất lượng tới đâu thì phải chỉ có người dùng á, cái người đã từng chạy qua nó rồi mới biết được ha. Còn chủ yếu là mình nghe qua tai không à. Đó, nghe truyền miệng nhau thôi. Cũng như là Honda Việt Nam, cũng là Honda Việt Nam thôi. Tại sao chiếc Honda SH lại bán đổi giá? Tại sao Honda Grand Prix bán đổi giá, Vision bán đổi giá, thậm chí là chiếc Honda AB thời gian trước bán đổi giá, nó chỉ bán dưới giá đề xuất. Vì sao các bạn biết không? Vì bị Honda Vario đến từ Indo cạnh tranh. Cho nên là AB người dùng hầu như là quay lưng, cho nên là nó phải đổi bán dưới giá đề xuất. Các bạn thấy rõ ràng là Honda AB chất lượng nó vẫn vậy ha, từ trước tới giờ. Trước đây bán đổi giá mà bây giờ thì bán dưới giá đề xuất. Các bạn thấy rõ ràng không? Đó là do người tiêu dùng mình thôi. Đó. Tự nhiên mình ùng mình kéo đến mình mua thì bắt buộc đại lý sẽ tăng giá lên. Đó. Mà khi đại lý tăng giá lên á, thì mình không có một cái cơ quan chức năng hay là ai đó đứng ra để mà giữ cái bằng giữ gìn trật tự chung á, giữ gìn trật tự vấn đề giá đó. Đại lý muốn tăng nhiều tăng, không ai quan tâm hết. Cho nên là cái chuyện SH nó tăng giá là như vậy. Thấy không? Mà cái người mà mua SH thì thường người ta lấy tiền bạc rủng rỉnh, cho nên là người ta đâu có quan trọng chuyện mà tăng giá vài triệu hay là chục triệu đâu. Nó tăng nhiều tăng, ta vẫn mua bình thường. Chính vì lẽ đó cho nên mới tăng. Thì xe đến từ Thái Lan cũng vậy, là do mình thích, người dân thích, cho nên là người lý tự động tăng giá lên. Mà vẫn có người mua đó. Người ta muốn, thường là người ta mua chiếc quay Thái, ngoài cái chuyện là thể hiện đẳng cấp ra, tức là có tiền mua như mua quay Thái nè, nó còn mang đến một cái sự tự tin, một cái niềm kiêu hãnh và cam kết chất lượng. Tại vì chắc chắn rồi, người ta sẽ yên tâm hơn. Đôi khi người ta nói là thế này, cũng là một chiếc xe Future và quay, cũng là Honda, nhưng thôi tôi thà bỏ gấp đôi tiền đó để tôi mua chiếc quay Thái chạy mà nó an tâm hơn. Đó, để mua Future Việt Nam chạy không biết bữa nào hư bữa nào. Vậy đó, những người mà ăn chắc mặt bền đó, có xu hướng là thích xài quay Thái. Còn ngoài ra vẫn có những người tức là muốn cho mình là phải nổi bật, chạy ghé vô quán cà phê cái ai nhìn thấy đây là quay Thái đến từ Thái Lan chứ không phải khu trời Việt Nam, nó cũng làm cho mình có một cái gì đó hãnh diện, đúng không? Và vì cái hãnh diện đó mà giá quay Thái nó tăng. Như vậy ha, còn lưu ý nha, Honda đến từ Indo đó, nó không chất lượng Honda đến từ Việt Nam mình đâu nha. Thực ra cái thị trường Việt Nam và Indo là nó bằng nhau. Có nhiều bạn á sợ, không biết là Winner bây giờ giá rẻ quá, cục máy có còn nhập từ Indo hay không, hay là Việt Nam mình làm. Thực ra là Việt Nam mình làm hay là nhập từ Indo á, như nhau à. Tại thực ra là có những chiếc xe từ Việt Nam mình á, lại xuất sang Indo á, có chứ. Xuất sang những cái thị trường khác, xuất sang Ấn Độ chẳng hạn, có à. Các bạn không biết đó thôi, mình không muốn nói nhiều, vì vấn đề này nó hơi nhạy cảm. Honda đến từ Indo và Việt Nam là như nhau, chỉ có thị trường Thái Lan là nó nhỉnh hơn thôi. Chất lượng xe nó cao hơn chút. Còn đến từ châu Âu hay Mỹ còn khác nữa, cái đó thì mình không nói nữa rồi ha. Rồi, video này mình chỉ nói vậy thôi, nói bằng sự hiểu biết của mình, biết tới đâu thì nói tới đó. Còn các bạn có ý kiến gì cứ cho thêm ý kiến ở dưới ha. Và thêm thông tin gì đó về vấn đề mà thuế
thuế đến từ Thái Lan và từ Indo, bên nào cao hơn chẳng hạn. Bây giờ mình sẽ kết thúc video đây nha. Có gì thắc mắc các bạn cứ việc comment hỏi ha, có thời gian mình sẽ giải đáp. Xin chào các bạn nha.